Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 năm 2022, 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2022. Sáng nay tại công viên 29 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Về dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, đại diện lãnh đạo các cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường. Năm nay, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê vinh dự là một trong năm địa phương tiêu biểu trong cả nước được Ban chỉ đạo Trung ương chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thành phố. Ngày hội nhằm biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổng kết, đánh giá phong trào, kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. 17 năm qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ngày hội đã liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức, được nâng cao về chất lượng. Thông qua lễ phát động, người dân cung cấp cho cơ quan chức năng hàng ngàn tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị, giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Từ phong trào, phường Thạc Gián đã xây dựng được mô hình hiệu quả như mô hình ba quản ba biết trong công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm, mô hình camera giám sát an ninh, mô hình cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, mô hình nhóm Zalo phòng chống tội phạm của từng khu dân cư, tổ dân phố, mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân và đặc biệt nhất là đã duy trì tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng trong tuần tra khép kín địa bàn phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo quyết định số 8394 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là mô hình sống động nhất, phản ánh rõ nét nhất sức sống của phong trào. Qua đó đã ngăn ngừa được các vụ phạm pháp hình sự từ xa, từ sớm, nên nhiều năm liền, phường Thạc Gián đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hàng năm có 98% tổ dân phố, 100% trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và đánh giá cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua tại thành phố Đà Nẵng nói chung, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê nói riêng, đồng thời nhấn mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền vận động nhân dân quán triệt triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giúp bà con nhân dân nhận dạng, cảnh giác, đấu tranh với các thủ đoạn hành vi vi phạm pháp luật của các loại tội phạm. Phong trào cũng đã được tổ chức một cách bài bản, có chất lượng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy theo hướng tự phòng, tự quản, tự hòa giải được triển khai xây dựng đạt kết quả thiết thực gắn với thực hiện có hiệu quả các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và một số phong trào thi đua yêu nước khác. Qua đó đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường nói riêng và toàn quận Thanh Khê và thành phố nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Đà Nẵng đã đề nghị phường Thạc Gián, quận Thanh Khê tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tập trung vào những vấn đề sau. Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của thành phố, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong chỉ đạo hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thường xuyên sơ kết tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn, những cách làm hay phù hợp với từng tổ dân phố, từng thôn, từng xóm, từng xã, từng phường. Thứ hai,
phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượng công an các cấp, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ ba, gắn việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội. Thứ tư, thường xuyên rà soát, đánh giá, đổi mới công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó chú trọng mô hình phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố theo quyết định 8394 của Chủ tịch Ủy ban thành phố. Làm sao để lực lượng tuần tra 8394 thực sự là xương sống, là chỗ dựa vững chắc cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ năm, chú trọng công tác sơ kết tổng kết, kết hợp làm tốt công tác thi đua khen thưởng, các cơ chế khuyến khích động viên nhân dân, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Về phía nhân dân, tôi mong muốn mỗi người dân phát huy trách nhiệm cá nhân, nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, ý thức cảnh giác, phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Tích cực vận động tuyên truyền giáo dục các thành viên trong gia đình chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, văn minh đô thị, tham gia ý kiến xây dựng đảng, chính quyền, địa phương trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố, thực hiện thành công chương trình Thành phố 4A. Ghi nhận, tuyên dương những thành tích xuất sắc của lực lượng an ninh cơ sở, bà con nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen của Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ phường Thạc Gián, tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 8 cá nhân thuộc phường Thạc Gián. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo kế hoạch, sau phần lễ, phần hội với các hoạt động sôi nổi như trò chơi dân gian, thi tháo lắp súng, thi chữa cháy hộ gia đình, phục vụ đại biểu tham quan các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của địa phương. Ngoài ra, công an thành phố còn tổ chức một điểm khám chữa bệnh miễn phí và cấp phát thuốc cho những gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường.